Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị, cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Hiện tại giờ hôm nay là cuối tuần, quý cô chú anh chị khán giả đến rất là đông ha. Ngọc đó tiêu rồi. Không biết là khán giả là từ đâu đến không biết nữa. Đi qua đây là đi cho mẹ dâu nè. Dạ. Anh Ngọc. Cái vụ anh à. Dạ. Những câu từ đầu đến không biết nữa. Phú Hòa, Bến Cát, thành phố Bến Cát của này, thành phố Bến Cát là thành phố à? Chúc em ra kia tại chưa đi. Sáng nay vô cũng đông quá ha. Mấy đoàn hồi nãy có chị kia ca hay quá mà không qua kịp. Ra được có đoạn à. Dạ. Bây giờ có tóc rồi, thế này. Dạ, bye bye cô chú anh chị nha. Dạ. Rồi đi về luôn rồi quý anh chị. Do là trời nắng quá cho nên là đi vô đây. Thắp hương xong là bỏ về. Thắp hương xong là bỏ về quý anh chị. Ý là mới có buổi sáng không đó. Rồi mình chưa có đăng video luôn đang. Sáng ngập vô cô chú ngập vô cũng dán. Dán hoài nó sức hoài luôn anh, có mua cái keo keo. Tới nữa rồi ha, đó. Nè Vũ Linh nè. Cô nha. Ủa cô này có đến rồi. Cô nhìn phải. Phải không cô? Phải. Cô này không phải là anh tưởng đâu lùng lùng giống như mà cái bà kia không phải. Xem hả? Nè. Nè. Cháu thấy. Cái điện thoại chứ không có chị á, chị Tiên. Chị bỏ nhà. Này đó là mình phá không có. Dạ. Phải còn sống. Thì chú trả đáp nữa chứ. Đáp đáp. Chú chở luôn hả? Để cô đi. Dạ. Quá quý. Bữa nay gì ta? Cô Thanh Kim Huệ hả? Dạ. Cô nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ. Dạ. Xe máy mình để bãi được hả? Dạ. Đây nè cô, ở đây nè cô. Sáng vô thấy cũng nhộn nhịp ở quý chương trình. Hả? Họ mấy cô đến nữa cả. Hả? Một cô đến liên tiếp luôn ha. Trời. Trời cái gì vậy? Mày quậy quá mày. Cô phạt chị cô chụp hình thôi, mình để cho chị cô chụp hình à, chụp hình ha. Thôi gì để chụp hình chưa chụp xong đó mẹ cậu hả chú lâu lắm hả em hồi đó còn chưa đăng video luôn á. Quay tiếp rồi đốt lò đốt lò cậu thì băng đĩa rồi băng cassette rồi có ai cổng vẫn còn đó chứ. Dạ. Vậy là anh chú thuộc nhiều bài của cậu Năm lắm nè. Đúng không chú? Chú hâm mộ lâu lắm nè. Ít nhất cũng phải một hai bài chứ. Chị ơi. Ở bạn nào có hộp quẹt đốt mình ơi. Dạ có hộp quẹt đây con. Ở đây nè cô. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Rồi. Dạ. 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 Rồi cô. Rồi máy bay giờ giờ. Dạ. 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 Cái cô lùng lùng này giống như cái cô mà vợ của cậu á, giống cái bà mà lên đội tang á. Hồi nãy anh Minh đến nói là đó lộn 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 lâu quá cho nên là nhớ không rõ chứ chị. Rồi đi lưng, lưng tôm. Đi hơi tôm tôm à. À, rồi mấy cô chú sáng vui quá quý chú chị. Sáng mà thấy có khán giả đông đông là mình cảm thấy nó vui vui rồi đó. Đó. À, sáng nay Duy Minh thắp hương rồi cúng một cái dĩa măng cục của chị Thí Diễm với một ly nước mà chưa thỉnh luôn á.
tại vì đăng video kia nửa tiếng rồi đó mà quay video kia nửa tiếng rồi đó mà. Bông này với bông anh nhớ có ai không? Khô năm lăng. Ồ, sao nhớ dài vậy à? Khô năm. Khô năm lăng ha. Bữa lên lon cúng cơm này lên lực với khô năm lăng. Ủa anh đâu già anh nhét cái hoa ấy này vô. Khán giả là kêu nhổ ra. Chị nhổ ra chị bỏ. Cho nên nhổ ra tại vì nhét hoa quệ vô hoa lan không mình nhét cái quệ vô nhìn nó không có đẹp. Khán giả góp ý kêu nhổ ra. Rồng bữa nay là anh thấy không, bữa nay là tươi luôn, dữ dằn luôn nè. Rồng bữa nay tươi lắm quý cô chú anh chị, quá trời bông luôn nè, nhìn kỹ rồi bông chỗ dữ dằn luôn, quá tuyệt vời ha. Rồi đó quan quý cô chú anh chị ơi, thì nãy giờ Duy Minh phát hiện có hai cô không biết là ai mà đi đấu vòng đây mấy quận rồi chạy ra nữa quý cô chú anh chị. Vì mình để ý coi có đảo lại nữa không, mình quay cho bà con cô bác mà người ta đi nữa rồi. Hai cô mới chạy vô đó anh thấy không anh Ngọc? Giờ đảo vòng ở đây rồi. Nào đảo vòng ra ngoài kia luôn rồi. Đó. Trời ơi sao mà ở trần luôn rồi. Ông kẹ nực quá. Nực quá. Anh Ngọc nực quá không cỡ áo luôn rồi. Đó quý chú chị. Ở đây nóng lắm quý cô chú anh chị, nên là cỡ áo anh nhật nằm luôn. Ở trong đây thì nó hơi mát tí xíu, nãy thấy có hai phụ nữ đó đi vòng mà anh thấy không, đi quận cái chạy vòng ra nãy đi vô hết quận rồi xong cái cũng chạy ra đi tới đây nhá ngừng nè, xong cái bỏ đi ra nữa đi vòng quanh kia em thấy chạy ra luôn rồi. Thấy anh ở đây canh mộ không biết giống không biết là ai, không biết quý chú anh chị. Hôm qua thì cũng có bên cô Sáu lên mà Duy Minh thì Duy Minh biết, tại vì những người đó hay lên đây hoài Duy Minh biết để ý, nhưng mà con cái là không có cho quay. Mình thì mình cũng quay luôn, nhưng kiểu như là mình quay mà mình để ý mình quay né thôi, chứ thật chất là mấy anh em mình cũng quan sát. Nói chung hôm qua thì người ta đến người ta thắp hương chứ không có gì. Có cái cô kia thì cô định lấy đồ nhưng mà bị lấy lại. Rồi hôm nay sao thấy cũng là lạ lắm quý cô chú chị, chạy hai ba quận luôn. Nãy là em đi bên vòng bên đó là em thấy chạy một đường vòng bên đó rồi, cái em về đây rồi em thấy chạy một quận nữa, mà thấy hôm nay có mấy anh em ở đây cho nên là chạy vô nữa gì tật kìa. Phụ xe phải không, nãy chạy vòng qua cái đường bên đây nè quý cô chú anh chị, xong cái chạy bọc ra ngoài luôn, vòng cái đường nhựa đó. Chung là mấy anh em ở đây 24/24 cho nên là có cái điều gì mà khả nghi là mấy anh em mình cũng đều phát hiện và ghi hình lại cho bà con bác xem ha. Đó bây giờ thì đó, giờ thật giả giả không biết sao quý cô chú anh chị ơi. Đó cho nên là mấy anh em mình cố gắng ở đây chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem. Có điều gì thì mấy anh em mình ghi hình lại với cô chú anh chị, ví dụ như là không cho ghi hình mấy anh em mình cũng ví dụ như người lịch sự mà kêu mấy anh em mình đừng ghi hình mà kiểu như nói chuyện lịch sự thì mấy anh em mình sẽ né ra, nhưng mà mấy anh em mình thì cũng dặn để ý ha quý cô chú anh chị, dặn để ý. Còn mấy người nào mà kiểu như nạt nộ này kia đó, thì anh em mình sẽ ghi hình xa tí xíu đó, để là quan sát coi như thế nào, chứ giờ là cũng không biết là ai thật ai giả quý cô chú anh chị. Đi ra đây đi đến mộ mà chạy vòng vòng vòng, những người mà người ta đến mộ mà fan của chú á là người ta sẽ đi vô người ta thắp hương, người ta lắng lại 1-2 phút người ta nói chuyện hoặc là người ta đi ra luôn. Còn những ai mà kiểu như không phải fan của chú á thì đi cái vòng quý cô chú anh chị, kiểu như đi mà để ý cái gì á, chạy đi vòng vòng xong cái rồi bỏ đi, cái thời gian sau là cứ đảo lại nữa đó. Cho mấy anh em mình làm, mấy anh em mình nó cũng bối rối. Mong rằng là những cái video như thế này thì mà anh em mình bà con cô bác góp ý ha, để anh em mình cảnh giác những ai mà ví dụ như khán giả mà Duy Minh nên khuyên là ví dụ như mình yêu quý chú hay là gì đó, mình đến là mình thắp hương mình cứ đi thẳng vô, mình đi tự nhiên là sẽ không có gì hết. Còn nếu mà đi mà kiểu như mà hợp đó, núp á là dễ gây sự chú ý cho khán giả, người ta xem vô người ta nói ủ cái này là bên này bên kia rồi, bên phe này phe kia rồi quý chú chị, phe cô Sáu đến là như thế nào đó,
nó dễ gì dễ bị mít lòng lắm, cho nên là Diễm Minh nên khuyên là bà con cô bác mình vô trực tiếp luôn, mình đi thẳng luôn, ai quay quay bình thường, mình không nói gì rồi mày bạ là khán giả người ta lên người ta sẽ không bao giờ chửi quý vị. Những vị khán giả nè, bà con cô bác xem những video của anh em mình quay đi, Diễm Minh quay đi, những khán giả mà người ta vô người ta yêu quý chú á, người ta vô người ta thắp hương xong ta cảnh lễ chú rồi ta đi chụp hình này kia rồi ha, là những cái vị khán giả đó thường được bà con cô bác là ta yêu quý, người ta hoan hô, người ta vỗ tay rồi người ta còn động viên nữa. Còn những vị khán giả mà vô mà giống kiểu như là khán giả ta nói là màu á, là núp núp che che này kia rồi ha, rồi hợp hợp ló rồi ha, ở ngoài kia rồi ha, làm kiểu như đáng nghi á quý cô chú vị, là những vị khán giả đó bảo đảm chắc ăn 100% là bị chửi luôn đó. Cho nên là Diễm Minh khuyên những bà con, những khán giả nào fan chân chính, chân chính á, thì mình cứ vô thẳng vô mộ chú thắp hương một cái, đó là cúng gì đó một cái mình đi ra, hoặc là mình lại mình tâm sự mình nói chuyện là sẽ không có sao đó. Chứ mà hợp hợp đó là giống như là hai cái cô hồi nãy đó, vì mình quay theo không kịp đó, những người tại vì mình phát giác ra thì người ta đã chạy bỏ đi rồi, quay theo không kịp để cho bà con cô bác cùng xem. Thì buổi sáng nay thì bà con cô bác nhìn những hình ảnh này, khán giả đến cũng là lây gai ha buổi sáng, nhưng mà đến giờ trưa nay á thì nắng quá nắng, nhưng mình đi ra ngoài một tí xíu mà còn phải chịu không nổi nữa, huống gì là khán giả, những vị khán giả người ta lớn tuổi không à, cho nên là người ta chịu không nổi cái nắng quý cô chú anh chị, thật sự luôn. Ta đi đến đây thường là buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ là dữ lắm, 10 giờ là hạn chót rồi đó, là từ 11 giờ đảo lên là nó nắng nóng dữ lắm. Và buổi chiều thường thường là tầm 4 giờ à, 4 giờ là khán giả mới lại đây tiếp tục quý vị. Còn những người khán giả mà đến mà bất thường á, giữa trưa nắng á, là những vị khán giả đó đến từ phương xa, từ dưới quê đồ lên đó quý cô chú anh chị. Chứ bình thường là những vị khán giả gần gần đây người ta sẽ đi hai buổi sáng hoặc là buổi chiều. Đó, mong rằng thì mẫu chú gì giờ này thì sáng thì theo hình ảnh bà con cô bác thấy đó, khán giả cũng đến lại gai ha. Đến buổi trưa này là Diễm Minh đợi là ghép vô video cho thành một cái video, thì nắng nóng quá bà con cô bác không có đến đây quý cô chú anh chị. Anh Ngọc là anh còn phải cởi chằn ra luôn đó, nắng nóng quá chịu không nổi. Sau video đến đây thì mong bà con cô bác xem video cũng để lại những comment, những cái bình luận, những góp ý cho Diễm Minh biết ha. Đó, quý cô chú anh chị để là hoàn thiện video cho nó hay hơn. Mong bà con cô bác xem video đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh Diễm Minh. Diễm Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Ở đây là những cái hình ảnh của chú, thân thương của chú nha. Đó. Đó, khi nào Diễm Minh cũng quay hình ảnh của chú và những cái hoa cũng rất là đẹp luôn ha. Hoa bữa nay ra quá trời luôn. Đó, gồng bữa nay là ra xum xê luôn. Đó. Có chú mới đến kìa. Chú đứng nhìn nhìn bên kia kìa. Đó. Thôi thì video đến đây Diễm Minh xin kết thúc ha quý cô chú anh chị. Chào bà con ha. Diễm Minh xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha, vạn sự bình an. Đó, xin chào bà con.